Thái, xin chào cả nhà. Thì hôm nay là mình đi xuống đây trao quà cho của bạn của em An ở Cần Thơ cho ngoại. Thì vô tình thì mình sẽ cho cả nhà theo ngoại để ngoại chặt tàu dừa. Chị ơi, qua này được hả chị? Không, ngoại qua đường này về đúng không vậy? Ê, chết lột luôn, lột luôn. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời đất ơi, đi đâu rồi chú? Còn bây giờ như đây hả? Nó chặt nó té cái nó ngồi nó nhậu ở nè. Ta bỏ cộng cả. Chú đây à, chú. Hồi nãy mình nói gì mà có cái bà ngoại hoài vậy, mình nói sùm, mình nói gì thế nào cũng có bà ngoại trong cái vụ gì mình nói này ra vụ gì mà tùm lum. Trời ơi, ai cho có gì mà bà ngoại hả? Ai cho gì mà có bà ngoại vậy cha? Hả? Làm gì té đâu u cục đây? Không biết đâu, đụng ở đâu không biết đâu. Đụng đâu có cục đây đây. Hả? Trời đất ơi, đồng hồ nó làm đồng hồ cho tao này. Mấy giờ rồi? Không biết nghe. Cầm lên mà tao biết mấy giờ. Gõ tao bao nhiêu giờ hiện lên? Hả? Trời ơi, tao nói làm chiếc nhẫn luôn không quất cái nữa. Ê, đi đắp phòng dừa dắt về tôi. Trời ơi. Ông ngồi ở nước đá cầm một ức nhẹm cái quần tao rồi còn gì nữa. Trời ơi. Thấy ai trời ra tao con mình bảy mày. Sao? Rồi cái chạy này tao mệt hết chứ cái tên. Đây đi. Ở thường nó không có gì. Này, cái mai là bứt cái mai về trồng hả? Đâu chặt cái nào? Mấy tàu chạy đi, cái tầm dài là chặt. Đây con chặt cho, tàu nào cũng sụ hết. Đâu? Ôi con nóng hết kìa. Được không? Trời quá trời luôn nè ngoại. Trời ngoại đu quá nghe. Đây con Phan bao cho. Được không? Được không? Hả? Không đưa con dao mà kêu nè đi chặt. Trời ơi cái này xấu quá. Bỏ rồi thôi tay lên xong thôi mình chặt. Quay ra nè, đi ra nè đó. Tránh đi tao não. Con này nha. Nè nè con này đẹp nè. Con này đẹp. Ừ trời ơi kìa. Chủ vườn thôi cho hái chặt cho chủ vườn. Có bắt thì bắt. Có bắt thì bắt mai thì mịn nha. Con này có đẹp nào hả? Thụ hả? Con nào? Con này đúng không? Bà cho cái chặt hay quá, bà hai dao nó chặt chặt. Nè, thôi. Không như ra hả? Đừng chặt nữa. Trời đất ơi. Bỏ không thôi. Rồi bay đúng. Thôi thôi. Đi kéo qua bển rác rồi cho rồi. Đâu, ra đâu kéo? Đủ chưa? Ba tàu đủ trước chưa? Đi trước một bó mà. Đi. Đi ra đi. Đi ba hả? Không mà. Nào đó hả? Tàu đó thì hư rồi. Đó mình kéo nồi rắc mà con tàu là con trời. Đem về không có hết. Kéo nổi không? Của tao vừa bỏ trong mắt rồi. Bên đây nè. Bên đây nè. Trời đất. Tụi bay ra cái mặt. Tụi bay dưới mẹ thiệt mặt à. Đi đã không nhớ đường. Hả? Bây giờ ai góc ai lụm nè. Góc của tao đụng. nè, làm gì không cái lu mẹ làm hết cái công. Ok được chưa? Rồi đập luôn, rồi lắp thành thành người ta cái tụi kia đó cả mình đó thằng lắp con đó thằng lắp con tụi kia lắp con đó cái chạy cái chị đó tróc vớt phải không? Cái chị hỏi là tróc vớt rồi. Như vậy giờ đắp hết một đội bé cái bò na ăn đắp nó ra na tao cũng đập đó là ta đi chợ gì cũng đập được cũng không cũng đập được được sao đắp mắt nữa đắp đắp này làm nó cũng rất là tao quá sao làm con năm thầy như tao lý do vô dụng nó chặt ta nó phải còn ta nó qua cho mình cái này bỏ đây bỏ cái bỏ lấy cái này cộng này không lấy được bỏ bỏ đi bỏ. Mà lấy đi mà lấy đâu mẹ mày mũ nội ai thương tình giúp tôi giúp tôi đây qua đồ. Ôi mẹ ở tù hết ta đám mà thấy mẹ vô giường người ta đây trời ơi coi không có miếng đất cỡ còn mà có đất coi có giường gặp trời ông nội cô bá ông bà mới thấy coi nát vậy. Ôi mẹ đủ vô ngoại ha chặt nữa đâu chạy ra con vô đâu chạy ra trời ra cây mẹ gấp con chơi chuột thấy mụ nội mà hình ai bó cột gì cho nghe hai ba cả tháng mà chưa cái gấp con bó con đóng cái gì luôn á. Nóng bánh hay nóng cái gì bực bội hả? Ông nóng mới cái cho nó thụt hết trơn hết trời bây giờ nó ăn cộm lên vừa này bị bắt chết luôn. Cứ bắt tao làm gì bắt tao. Từ ngoài cầm dừa của người ta không có đất mà đi lấy lá dừa người ta. Đúng không? Mấy chục ổ dừa mà tao mấy chục ổ dừa mà đâu có ai bằng tao đâu. Đúng rồi. Ăn cơm chưa ngoại? Ăn rồi, ăn hết. Nó ăn hết một nồi này. Quỷ là ngại nó ăn ba cơm trái rồi. Tao cơm trái nó rút hết trơn rồi. Anh Út về chưa? À, anh Út về chưa? Về rồi, đây rằng Hải về cô bảo nó về rồi ổng mới dạo chơi hồn mình về sao giờ ăn cơm luôn hả? Ăn cơm nấu cơm ăn trời ơi vậy đâu cho con ăn cơm đâu ha. Nay có trăng quên đèn vậy không à hồi mình điên phở ăn lẩu mẹ Quyên ơi bỏ ngoại nhà quạt mỏ như gà vậy ăn một quạt mỏ như gà vậy tao vậy không à ơi chơi vậy bằng ai thôi đi về về mẹ Quyên ơi để cho ngoại đây hồi ngoại ôm mấy bó cội bỏ là vừa về đi. Chị em mình nổ gốc nổ rễ gì đi tao cộng tao giác cái gì không nổ là cả chị. Chị ai hả? Chị hai chị em mày chị ai lâu lâu lên đi quan nhau tại vì ngoại nó ngoại quẹt mỏ mà đồ đó cái nó ngồi trên nó ngồi đó mà không có chung với cha trời đó cái nát dai không tao này quê coi mẹ quê coi mụ nội mụ ngoại là mẹ quê coi mụ cha mụ mẹ là mẹ quê coi trời đó coi có đang ngồi trên bờ không xanh giờ cái mặt để rút thì gà té địch luôn té địch rồi ai bạn đừng có nói ra bạn mình nói tao tần tao à vui gì á địch gì vui từ hả chuyện gì mà từ hả có chuyện gì mà giấu con hả hả con nói bà nói gì chị ông có xuống ăn cự với bà vụ gì tao nói gì cự vụ gì vụ địch á làm sao tao với bà địch trái ngựa trái nghiêng đó rồi tụi nó cười hôm nay con đâu có địch đâu ngoại địch không người đã cười trời về ngoài nó xấu rồi cũng vui cái đấy nói gì ốc bà xuống bà cho hát Bằng gì cậy tao tao bó thiệt rồi. Sao tao đó vậy với tao đó, tao địch thua đó chứ tao có nói gì đâu. Thôi, nãy giờ mẹ con Quyên không phụ ngoại thôi, giờ kéo nhau cho tỉnh đi để con làm. Bỏ liền hả vậy? Không bỏ nha. Nói xong không có bỏ nha. Tại vì nãy ngoại nói là con chuốt ngoại sắp đúng không? Ok. Tao không. Vậy tao ngồi xuống. Trời ơi đau cái lưng. Ăn no cái bụng tình bình rồi không lắp tao ra cây nó mệt mà ra chửi không nghe còn đồng hồ nên là tôi quay muốn nhiêu hả? Không phải làm đồng hồ cho tôi đeo chơi bắt tiệm nhà chồng người ghê á, người lâu tài không biết ai chửi. Nói xàm nói điên ai cũng cười tao hết trơn rồi. Ê, làm gì ngoại nào nói con nghe đi. Thôi là con có chặt hả? Ủa? Chị ôm bà, chứ tôi không có ôm bà. Sao vậy? Chị không có con đây ai làm? Ông rộng chỉ à. Con chặt lên không sợ nữa đâu rồi. Không sợ. Dũng ơi, đậm xuống này với bọc rồi mới sao không giao giờ đậm tao nó bằng rồi cột rồi. Mà bây giờ người ta làm xong người ta cột xong nó giọng được không? Một giây được không? Tôi thấy còn quá già. Cầm con này về luôn đi. Cột con sợ hả? Sợ nữa đâu rồi? Hỏi mẹ Quyên á. Nó bỏ đâu rồi? Nè. Cột này nó mới ra hôm đó ông ruột một cái ra dưới thành rồi. Bực bội quá mà. Tao cho mình. Ok ở xuống đâu. Thôi tự biết tự là cột đi nha. Nha. Nó cột cũng nổi. Rồi em thấy tao nằm dài ra hả? Tao nằm dài ra coi điện thoại. Ui da. Điện thoại ai mà coi? Chị ra bắt hai ta. Có điện thoại mới đi. Cho con thôi. Tao đi tắm mà tao đi giờ. Nè, nó hỏi là nó cho điện thoại con họ mới điện thoại cũ. Điện cũ. Này, đừng nói nó không cho. Rồi thôi chết luôn. Vậy mà nói bà cháu ta cùng nhau xông pha. Ở xông pha cho mày nè. Đại lỗi ta. Để canh mình. Rồi dữ luôn. Thấy không? Nằm giường này ngủ luôn ngon à. Ngủ thành đẹp quá. Sạch đen với xúc làm sao? Không có xúc. Một cái mày ra mày bắt hai đứa này nó cộng lại giùm tao con một. 1900. Ê thôi cho ngoại đi bộ về nha. Đừng có chở. Lại được 2 chiếc xe bỏ trâu bộ ngoại. Đừng có chị 2 trâu à. Nào giờ ngoại đi bộ không? Nay thì bộ cho nó giãn ngày vẫn có. Cái mặt nó nghinh. Nó không cháy nè. Mà sao bập đến nó không cháy nó mũi. Không cháy tao mới bập dưới chứ. Trời ơi ngồi. Sướng ha. Nực quá. Tao tạch búa trong ngoài tạch búa. Trời đã coi ông nội mang cái này mà không nực. Rồi chị em mày sợ đen. Trời ơi con mặt. Không phải. Con từ đó con chạy xuống đây là con nghe hú hú. Mà vô hôm nay đeo đồng hồ nữa ta ơi. Quá trớn thợ mộc rồi. Đeo nhẫn không làm cho chứ nhẫn đeo luôn. Hả? Chơi không? Đeo như chuyện luôn không? Đẹp không? Này nhiêu tiền ngoại? Không biết, nó mua mấy trăm triệu không biết tao. Mấy trăm triệu? Này, cái này là hộp gì đây? Vô hộp chặt cả tay tao anh nhà lá dừa trách mẹ đi. Thôi đi về mẹ Quyên để cho ngoại ôm bó này đi bộ về với mình đi về xe. tại vì ngoại bình thường là ngoại cũng đi, bình thường ngoại cũng đi tự bươi tự diễn vậy thôi. Tự biên thôi mình đi về đi tao ra lộ á, tao ngồi tao ngay giò, tao nằm cũng vậy, tao ngay giò. Rồi đó cái nó là nó ngừng xe nó chở tao về. Ai không? Tao ôm không nổi. Mẹ tao ôm đi về. Mà tao con dao đâu? Ủa cái dao đâu? Quyên dao đâu Quyên? Mụ nội mày. Wow. Ông phải dắt phải bỏ đâu rồi? Rồi nó lấy cái dao đi mà tao không nói. Ôm đi, mẹ ôm đi tao bỏ. Chân tao ôm thử nha. Rồi lội xong. Lội xong. Lội xong. Ôi lội lội. Té. Tụi bay làm lại cho. Té đó. Mình tới nhà ngoại rồi. Bây giờ mình sẽ đem quà của bé An xuống cho ngoại. Ngoại ơi. Ngoại. Rồi. Cái gì vậy? Ông bà ăn giống về đông địch ra. Con chưa nói chúng ta cùng khui quà mà ngoại nó thả bom nguyên tử rồi. Hả? Trời ơi Quyên ơi ngăn. Ok mày đừng hãy báo ra mình đi miệng quay mình xin tim cho tao tin. Con không có xin nha, không có qua nha. Cái này là bé An nó gửi cho ngoại. Đây G7 G8 G đó chị. Đây. Đó, bé Quyên nó thấy ngoại hổng mà nhiễu nhã ông lâm cho ngoại Nguyên chỉ sắp mùi số. Tao không có chơi ở đó đâu trời đã cái thôi ra. Tao không có chùi. Tao chùi lá chuối cũng được nhưng mà trời đã cái bà nội tao không có chùi. Cho miệng. Ừ. Được không? Bột kết ta, bột kết. Trời ơi, còn cho bột kết nữa. Trời ơi, có dữ lắm. Cái này cái gì đây? Ông nội cha mua gì, mua cả đống dữ dạ. Bé An á, hổng gọi điện thoại nói chuyện với ngoại đó. Nè, cái này cái gì? Trời ơi. Cái gì? Dầu gì, tao mua với con Quý á, với 25.000 cây lớn, thằng nhỏ như biết cái tao mua cây lớn 25.000. Cái này cạo gió được không ngoại? Ừ, cạo gió hay vậy? Cạo gió ai vậy? À, cạo gió con có hai phước cái này không? Con biết con hai phước không? À, cạo gió nhỏ đó đó hả? Ừ. Nhỏ kỳ cục quá hang. Bánh bía. Thử không? Thiệt, tao không thể, tao nhắm mắt cái thiệt tình. Trời, tao không có ăn nổi giống gì. Trọng cho có giống như à, hôm nay ngoài có lộc ăn nhiều người cho quá. Thôi. Đó, mấy hộp cà phê. À, bánh bía thử nha, thử bánh bía thử ăn ngon. Mày thử mày ăn hai đây. Chị em mày ăn. Không, đưa dao đây mượn thử thôi. Thôi. Đưa mượn con dao thử thôi. Thôi ông nội ta. Ê, mẹ tắt cái đồng hồ của tao, mày đồng hồ chỉ xuống của tao mà không ai có. Đồng hồ thì chị, đồng hồ thì giá nhiêu tiền nói đi. À, không biết nhiêu đâu. Đồng hồ này không ai có. Tỷ giá bao nhiêu nói đi. Đồng hồ bao nhiêu tỷ giá đi con Ban nói đâu giá nè. Chị ra mua nhiêu không biết tao không biết. Mày bao nhiêu tiền nói con đi. Hả? Đồng hồ mấy giờ mày? Đồng hồ mấy giờ? Đồng hồ chỉ số tao đâu có thấy được. Thì sao chỉ xuống? Hả? Cái kim mà chỉ xuống. Làm gì chỉ xuống? Đợi đó. Hả? Chỉ xuống nó bị nó không có số. Sao có số đồng hồ có số chứ? Non quá mà tao thở không nổi. Đây là mời vợ sầu riêng không ngoại ơi, sầu riêng quá trời sầu riêng luôn. Ăn nè, ăn thử cái lòng của người ta đem xuống cho ngoại, gửi qua đây cho ngoại không ăn mày thử đi. Bánh này mày ăn cảm giác thế nào? Mẹ ăn vừa uống à, nó chết. Nó no quá nó bể cái bụng cái bóp rồi. Nội tao cũng đợi chú cô. Mà ai nãy được tè nó nghe rồi. Ăn mai được tè à. Địch đâu mà không thể nào mà kiềm chế là được à. Cái địch là địch bất chấp. Vậy ai chịu đời cho nổi hả? Nè mẹ Quyên, vậy nó chê ngoài ăn miếng này, ăn nó không biết ăn, ăn miếng rồi uống nước này, lụm bỏ họng. Không có mà ăn nha con, ăn đi con. Thôi sao không có mày? Mày không ăn mày nhậu cốc con rể gì đi. Mày mà ăn mày nhậu cốc con rể mày giận cái cây ăn tạo cái ghế mình đi luôn đi. Sợ. Trời ơi mà cắn bự trà bá luôn sao đem ra chút xíu vậy? Bên này uống cà phê đã em. Có liền đây. Trời nó đem hồi tới hồi rồi. Nãy đến giờ. Nhiễu rồi trời ơi. Nước miếng chịu. Đây tao đã thịt tao về chạy qua tụi bay. Ngon không? Giờ mình ăn hết này về nghỉ nha. Mà ăn miếng em không hết trời. Mà nó uống cà phê được. Trời ăn uống cà phê ngon lắm. Ngon hả? Thôi giờ uống cà phê. Sáng bụng đói ăn uống thì ngồi giờ đã no là không ngon đắt gì con mắt nữa không rơi được. Thôi giờ đi ngủ nha, đi ngủ rồi ở tù mà nó chụp hình tôi ngủ tôi ở tù. Ở trần hả? Ôi ôi thôi chạy chuyến này hot phay nữa rồi xuống tắm này mới bằng áo vô mới rắp còn giờ à. Thôi ơi hot phay luôn sao không ở trần, ở trần đi chú cộng với đi chặt cà tà dừa luôn đi sao quá. Thấy gần ha, thấy gần ở trần rồi xa quá anh hả? Không ấy phải không? Đó nói rồi cô nói nha, hôm nay là ngoại đi một mình nên mà không có hai con, ngoại dẫn dắt về thì nãy hai con tưởng tự nhiên không có hai con đi ngoại tự dắt. Ừ tao dắt tao róc vừa tao dắt thôi. Tại sao nãy dắt dưới chừng vô bức bịch hai đứa bay đi đây đi không mà tao già tao đâm không mà bắt tao dắt hả? Phải mình tao thì tao đi dắt còn hai đứa mình để tao dắt hả? Ai coi vẫn coi được. Ai coi kia mình trời dòm xuống coi hả? Thì ngoại nói là không có mày đây tao vẫn làm hả? Thì coi như hai con tụi bay làm cho tao thì ngoại coi như con hai con vô hình đi. Đâu được không phải vô hình. Ai coi ai dòm cho rồi xong đem giục luôn nghe mẹ Quyên. Mày á rồi đó coi ông nội ơi ông mẹ bà cha đừng ăn hở cái mỗi giục nát giái tụi bay. Thôi 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 tao dầu ăn giặt vô nấu nước gì ăn đi ăn cá biển. Đồ ăn nó để mai ăn tiếp, ăn nhiều quá người ta nói mình giàu có. Mà mất địch nữa. Địch đi. Trời ơi. Đã thấy chưa? Nó không được. Địch nữa gì? Coi rằng trăng kỳ ra. Ao đừng đến tông lãng, địch rồi nó đánh tông lãng. Ví dụ đánh tông lãng nó hơi mạnh đừng có đánh tông lãng. Cái chuyện này địch. Sâu qua thôi. Mười ra. Né vô. Còn cái cúc kích đi chợ mua mấy về cho ông Quý nó ăn. Còn cái có két đi chợ mua két về cho ông Quý nó chơi. Ngồi có tướng bá đạo với ta. Anh đi em ở lại nhà. Dâu em hái mẹ già em nuôi. Con em đang bệnh đũa đạo bắt phơ trước. Được do biết vào tay ai. Anh đi em ở lại nhà. Dựng dâu em hai mẹ già em nuôi. Con thơ tay ẩm tay bồng. Tay dắt mẹ chồng lậu đội thúng bông. Là ông Quyên à. Cái lưu mẹ nó thiệt tình à. Nó nuôi tôi à. Chồng nó đi mần nó ở nhà nó nuôi tôi. Đúng rồi. Nó nuôi mà tôi chửi qua xa. Kêu mẹ Quyên phụ tức không có dừa. Thôi để nó đi nó làm gì nó làm ở trọng đi. Nấu cơm nấu nước rồi chị em mày ăn. Thôi con mang con no rồi. Mày ăn mày no gì? Mày ta chửi mày no hả? Đúng rồi. Buồn biết là bao. Giận lắm đa. Đô anh sao trên trời sao lại mấy cây nhai đồng ruộng nhai lại ngàn con. Wow. Sao trên trời sao lại muôn cái nhai đồng. Sao trên trời sao lại mấy cái nhai đồng ruộng. Nhai lại mấy con. Đất thôn vuông mấy mẫu mấy sào. Anh mà dối được em để má đảo cho anh. Rồi sao trên trăng lầm 16 trăng lưu gì nữa. Mấy chị đi kế chấm đóng khoèn. Cái lưu mẹ mày chỉ chấm đóng khoèn thôi nè. Thôi về mẹ Quyên ơi, để cho ngoại ra trước đi mẹ Quyên ơi. Về đi, hả chị em mình đâu gốc đâu rễ gì, không nấu nấu ra là nhậu gốc nhậu rễ gì em tao đi. Trời ơi. Đi về. Chứ nó vừa lấy da ra làm đi bà. Áo dài chẳng nể gì thưa. Rồi gì nữa? 70 có của cũng vừa 15 16 đinh sinh. Thấy bậu còn nhỏ biểu đừng cũng ghê. Ngoại vừa ngoại coi hài hay giờ em chút như đó đó. Coi hài ngủ luôn. Một cộng tới giờ nữa ha, rồi nằm tướng đẹp. Cháu ơi, tao bảo cháu này. Cháu ra ngoài ruộng tao cài phải ta. Cái cài nó nhiệt không đa. Cái cài là nhiệt không nông gia chứ không đa gì. Cái cài là nhiệt nông gia. Ta đây trong đây ai mà hoạn chi. Trên đồng cạn dưới đồng sâu trồng cài sợ cái con trâu đi bừa. Cái gì nữa ta, hết rồi. Nó có nhiêu đó hà. Con trâu ăn cỏ đất bằng, uống nước bờ ao rồi hạt vậy. Hồi nào mà ở với tao, bây giờ mày chết tao cầm dao xả thịt mày. Thịt mày tao nấu linh binh, da mày tao bịt trống vô chùa cũng kinh. Cái trống không trời đất, cái nay tôi ăn được bịch hoài nữa cha. Ông mẹ chưa có ỉa đá gì hết trơn, bịch hoài. Địch đâu mà âm thanh đâu mà 2-3 phai luôn vậy. Địch không mất cỡ luôn á. Địch tôi địch cho địch ai đâu mất cỡ. Địch nhưng mà người nghe mất cỡ giùm á. Ai cũng nghe làm chi. Chứ địch không cho nghe đi chỗ khác ha. Bịch vô tay lại. Rồi. Đẹp quá ha. Mày cuốc rồi mộ ai dạ? Tao ngồi đây mày cuốc mộ bên kia. Là cũng thưa ngoại không, cũng thưa. Rồi mày cuốc rồi mộ mày. Đào bới xới dở chỉ dài, biểu ta chửi mày hả? Ai địch cho nó nghe rồi. À. Ai mới địch. Địch hoài á. Ủa nay sao kỳ địch chúa rồi, mỗi lần đâu có địch nhiều kỳ rồi. Trời đất ơi. Địch quá rồi, địch xong rồi đó. Rồi như đó thôi, còn như đây để ngày mai làm tiếp. Vậy rồi. Ừ. À, nhiều đó ha. Hóc như tụi bò nè. Chó với gà một nhà thân thiết. Con rảnh rang bài miệt chuyện trò. Rừng nu bẻ sách không dò. Nhỏ mà không học lớn mò không ra. Nay nhờ cơm mẹ áo cha. Chỉ công ăn học mới ra con người. À. Dù đóng đục ánh trăng, anh với đàn mang vào cổ, ăn bữa dỗ lỗ bữa cài. Đặng đường này khuây đường nọ, ăn thì có, ó thì không. Của một đồng công một lượng, công thì thưởng, tội thì tình. Đặng không mừng mất không lo, ăn chưa no lo chưa tới. Ăn cơm mới nói chuyện cũ, cha mẹ cứu đẻ con tiên. Cha mẹ hiền sanh con dữ. À, có không có y, ta có y không sai chút nào ở trên. Cái lô cha mày Quyên ơi, cái lô vụ nội mày Quyên ơi, lô vụ ngoại mày Quyên. Có người chuốt cộng rồi bó rồi cho bò ăn, rồi tước cho xẻ, ăn nằm đây ngồi hút thuốc không ha. Khỏe cái ăn như bò cột me. Của mình giờ này sướng quá trời rồi. Đâu có làm gì hả? Trên buổi trời mà ngon lành mà. Rồi thôi. Ăn qua ngủ đình mà. Thôi về mẹ Quyên ơi, để ra ngoại tự xử đi. Mẹ con mà giờ nhậu gông rồi vậy. Chị em mình nhậu gốc nhậu rễ đi. Thôi đi về mẹ Quyên ơi. Về. À đi về. À có uống gì hả? Cà phê hả? Có uống gì? Sữa hả? Ngon rồi mẹ con nhậu ngon rồi. Nó sẽ dinh dưỡng, uống sữa như ngoại vậy, uống sữa không đem sữa cho ngoại uống. Không uống sữa, không nội. Uống nha. Ôi sữa bò, sữa gì không uống. Uống sữa con dôi không? Ngũ cốc cô không uống, người ta nói ra cho ngũ cốc như ta cho. Cái gì vậy? Tao cho người ta uống hết trơn, tao không uống gì. Gì nó mà địch dữ vậy? Uống cà phê. Mà sao nó địch dữ vậy? Địch đâu mà bắt chắc vậy? Sao tao ăn giống gì mà địch dữ vậy? Địch bắt chắc vậy? Từ từ chứ làm gì quá trời, ai chịu đời cho nổi. rồi, chạy đại ca 10 mịn luôn. Trời ơi, ăn quán Ngô Đình mà. Thì thôi. Chồng cha đã dốc lên trời, con chị qua đời thấy con em. Dù gì mà. Rồi đem mà bỏ vậy được ạ. Cảm ơn nha, nghe chị Út 31 người lên làm nữa nghe chị Út. Húp là hết rồi mày. Đó, thấy chưa. Quyên lấy điện thoại của mẹ vô, để hồi người ta đi ngang đạp bể á. Mà đụng đâu bỏ điện thoại đó. Đó, thấy chưa. Giỏi ghê không? Bỏ một hàng bò, một hàng bò rồi bỏ rải ra trong bán cho nó cho nó ăn phải không? Gì vậy con? Đi theo mẹ hả? Đi theo mẹ chơi. Rồi mình hẹn cả nhà vào clip sau nha. Bye bye, see you again. Bye bye. Địch nó cũng bye bye luôn. Quyên ơi nè, ông bà cha, ủa bữa nay ăn giống gì địch hoài vậy cha? Tới phút cuối còn địch nữa. Rồi ăn giống gì đâu địch. Sáng giờ ăn hủ tiếu, uống cà phê, rồi ăn cơm, cá biển kho chứ ăn gì? Ăn cơm với trái xài vậy? Trái xài, trái xài. Đừng nói thừa. Làm trái chuối. Địch quá, ai đang cho nổi. Chào người ta mà còn địch nữa hả? Trời đất kỳ cục kia cả. Ủa mẹ bà mệt rồi. Máy bay cả nhà nha, cái này máy bay thiệt. Không đi ấy mà địch hoài. Địch hoài ai chưa đời cho nổi. Kỳ cả. Địch không ai đó thiệt chứ. Địch không ai, địch hoài luôn. Địch bất chấp. Phải không? Bỏ dại cho na không?